gì hết tính. Ủa chứ ai nói cái gì nghe trời đậu. Đẹp ha, nhìn cảm giác giống như là mình sắp nắm được luôn rồi đó. Đường xấu nha. Phước cái trường á, đường xấu á, cái trường á dở rồi. Rất xấu luôn á nha, cái dốc đường xấu phải trưởng luôn. Mà thôi. Xấu lắm nha bà con. Chân đèo Brent nha. Đà Lạt thì sáng nay trời trong xanh, lạnh nha. Khoảng 20-21 độ các bạn. Chạy lạnh cống hết tay luôn. Thấy công nhận một điều, lâu lắm mới đi tour. Mệt nha. Thật sự rất là mệt luôn các bạn. Mệt một phần vì lâu ngày chạy xe, mới là một phần vì bộ giáp. Không nhận được là mặc cái giáp này vô nó mệt, mệt quá. Mình lâu ngày mình không mặc cái mình không quen á, cái người mình nó cứng, ngắt luôn. Rồi bây giờ mình đứng ở đây đợi mấy anh em. Rồi bây giờ trở lại với đẹp brand thì đã sửa xong các bạn. Bây giờ thì lên xem diện mạo của em nó như thế nào ha. Mấy nay là toàn thấy coi qua mạng thôi chứ chưa có thấy trực tiếp. Bây giờ là được thấy tận mắt rồi nè, được chạy luôn rồi nè. Rồi 200 cây số, hơn 200 chứ. Ok.
Rồi đồng đội đến rồi. Đó. Từ tê tay luôn. Dạ. Thì đó thì mỗi người một cái nè, thấy chưa? Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý không? Đi luôn, đi đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đi luôn, đi luôn, đi luôn Phước, đi luôn Phước, đi luôn, đi luôn. Chết đi trên kia. Chết đi trên kia. Ừ, chết đi trên kia đẹp hơn. Phải công nhận một điều là ăn cua no. Ê, xe xe công an. Rồi mua mua xíu cho vui vậy các bạn. Bấm quay từ nãy giờ rồi. Tuyệt vời ha. Rộng rãi, rất là rộng, rất là mát, rất là thoáng. Mình có thể biểu cảm bằng một cái từ khác mà từ đó được không em? Ê, tính lát rồi đi có cái chỗ mà cái dốc nó xéo lên á, mình vào mình chạy lên trên đó nha, bên đây trái á. Chưa chưa lấy 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 xa, lấy sớm quá à, lấy trễ quá. Ủa về đường khác. À, có cớ, có cớ, có cớ, có cớ. Hãy subscribe.
thấy chạy nó sướng hẳn luôn á. Ừ. À, cái đợt mà nó mới mở có một khúc trên này thôi đúng không? À. Nó lên một cái dốc cơ. Chưa tới đâu nha, chưa tới đâu. Mà qua bên kia đứng check in ra cũng đẹp. Chụp hình nào ở đây cũng đẹp. Kìa giống bên kia kìa phải. Đó trên kia kìa. Đó. Đó cái chỗ dừng lại quan sát đó. Nhớ gài số nha. Sao không vậy? Ủa nó tính ra cái chỗ này nó cũng đâu cần phải kiểm tra chất lượng đâu. Rồi, đẹp brand mới, tuyệt vời. Chạy sổ mũi luôn á. Ơi, cuối cùng đã về được tới quê. Rồi sau khi chết lên 1.999.999 triệu tấm hình thì cả đám đi ăn sáng các bạn ơi. Mặc bộ đồ này đi ăn sáng chắc người ta kêu mình bị khùng. Ăn sáng xong rồi em Phước em kêu là hơi ăn sáng xong rồi quay đầu về luôn. Đúng nghĩa Đà Lạt trong ngày. À, đi xong về khùng cả đám. Ê Tính nhớ cái chỗ này không Tính? Nhớ cái toilet này không? Nhớ cái toilet này không? Má đúng khổ luôn.
Má đi chơi mà không có chỗ để đi toilet. Trời ơi, má đi kiếm nó khổ. Lúc đó là hai thằng đi ra ngoài này chơi rồi. Xe nha. Ôi giời ơi. Quay trái. Quay trái, quay trái. Má hy vọng đúng chứ thôi bị chửi chết. Kêu vừa buồn ngủ mà vừa đói nữa. Mà thằng già này giờ nó bắt tôi đi lung ta lung tung. Thì ý là nói trong bụng thôi. Tắt cano hai đứa nói với nhau đi rồi mở lại. Để phải nha. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy rẽ phải chưa? Ừ, phải. Thấy cái bảng phòng cháy chữa cháy rẽ phải. Thông Thiên Học á. Rồi, thấy nè. Tới nè, tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới. Ủa, có bán không vậy? Ủa, có bán không vậy? Ủa, hình như này không bán hay sao ta? Không có khách. Ủa, hôm nay cũng không có hả? Có bún chưa? Ủa sao hôm nay không có ai vậy? Sợ vậy? Có rồi. Hả? À? Ừ, dựng lên trên đây nè. Bên kia đừng quá dựng lên nó đổ chết. Ủa sao đủ cái chỗ này hôm nay nó vắng vậy ta? Rồi, tới Đà Lạt các bạn. Bây giờ đang đói bụng quá. Cái đám ghé đi ăn bún bò. Đó, còn mặc giáp luôn nè. À, mặc giáp luôn. Bún bò nha. Đây, bún bò thố đá. Đó, bún bò thố đá. Rồi, rồi. Đây, phần của Quân. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn nha. Rồi ăn xong thì cả đám sẽ về homestay các bạn. Cất đồ, nghỉ ngơi một tí. Rồi chiến đấu với Đà Lạt thôi. Ok.